phải bối rối. Sợ em nhìn thấy nên anh đành phải lặng lặng đứng xa. Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Em phải giữ bên ai cảm giác mạnh tay nắng mới hiểu tại sao. Sợ khi cách xa, yêu anh lo lắng, cứ vẫn luôn xảy ra. Nếu không đổi thay, chẳng có ai sống được vì thiếu mất yêu thương. Già diệt chết một tình còn đau hơn giết chết. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi. Giờ em chỉ trong tình yêu thuộc về ai không quan trọng. Một say mơ màng là đã mất nhau. Không nhỏ à? Ok, mình tưởng nhỏ. Anh đã sai.